Chợ Điện Bàn được xây dựng năm 2013 trên nền chợ tạm đã có hàng chục năm trước. Chợ có khoảng 200 sạp hàng. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 2/3 số sạp có người sử dụng, bán đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, số còn lại bỏ trống. Thế nhưng, bên ngoài người dân mua, bán tràn cả ra đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền đã nhiều lần tổ chức các đợt vận động tuyên truyền, thậm chí cưỡng chế để dẹp bỏ tình trạng này, nhưng người dân vẫn không chấp hành. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong phiên chợ ngày 3 tháng 10, một người bán cá ở đây thậm chí còn chống đối bằng cách chút cả xô cá lên đầu trưởng công an xã khi ông này làm nhiệm vụ giải tỏa lòng đường, khiến phát sinh sự việc như trong clip. Nói chung một phần là cũng do dân của mình, một phần là cũng do cán bộ. Nói chung cái hành động của cán bộ này hôm qua là cũng không tốt lắm. Đó, nói chung cũng do cán bộ bức xúc nữa. Dân nó lì quá mà. Về phía chính quyền địa phương xác nhận, Ủy ban Nhân dân xã đã nắm được sự việc và nghiêm túc kiểm điểm đối với cá nhân trưởng công an xã và rút kinh nghiệm với những cán bộ công chức khác. Cái việc làm có mục đích thì hoàn toàn là chính xác, phù hợp với cái chủ trương. Tuy nhiên là cách ứng xử của cán bộ như vậy thì nó cũng không phù hợp. Thì vấn đề này thì chúng tôi cũng đã mời đồng chí công an lên, là yêu cầu đồng chí là viết cái báo cáo giải trình vấn đề này và kiểm điểm đó đồng chí. Hiện lãnh đạo huyện Krông Anna đã chỉ đạo phòng nội vụ vào làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền và những cá nhân liên quan để xác minh tùy mức độ vi phạm có biện pháp chấn chỉnh xử lý phù hợp. Bởi một chủ trương đúng nhưng cách làm sai cũng sẽ để lại hậu quả.